Công ơn cha mẹ biết nói sao cho vừa. Con xin thắp nén hương trầm, kính dâng lên chư Phật tấm lòng thành, nguyện báo đáp ơn sâu. Ca khúc Lễ Phật Ngày Vu Lan, nhạc và lời Giác An, qua giọng hát Bích Phượng. Nên hương trầm một làn khói thơm bay dịu dàng, lòng thành con xin kính dâng chư Phật mười phương, rồi lòng thanh thoát con chắp tay nguyện cầu vào ngày Vu Lan, ngày bao hiếu đấng con ngày sau, dù nhiều gian khó nhưng vẫn luôn thương đàn con, công lao cha mẹ biết nói sao cho vừa. Lòng con nặng mang nỗi buồn vì chưa đáp đền ơn mẹ cha, con xót xa trong lòng nên nước mắt hoen mi, thành tâm cầu xin Đức Phật từ bi tế độ cho mẹ cha, thánh thơi tâm hồn nhiều an lành. Và rồi từ đây con xin hứa trong tâm thành cha mẹ luôn sướng vui.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập tất cả các đạo tràng. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày mà đạo tràng của chúng ta có cái khóa tu tập an lạc ngày. Và trong cái mùa Du Lan báo hiếu, nghĩa là cái mùa mà chư tăng cũng rất là hoan hỷ khi vừa xong cái khóa an cư kiết hạ trong vòng 3 tháng từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7. Và thầy trụ trì thì bận Phật sự ở nơi châu Âu. Tức là bữa trước chúng tôi cũng có qua châu Âu ở tại Pháp, thì thầy trụ trì cũng đi sang Pháp, rồi sang Bỉ, rồi sang Đức, vân vân. Thì trong cái khóa tu lần 68 này, thầy trụ trì không có ở chùa do bận Phật sự, thì chúng tôi cũng thế để mà có một buổi chia sẻ giáo lý vào buổi chiều hôm nay. Đáng lẽ là lần trước, khóa tu tập lần trước thì chúng tôi lên chia sẻ với Phật tử, nhưng mà gần tới còn 2-3 bữa nữa, thầy chủ trì cũng điện: thầy ơi, chuyến này có ở nhà thầy đợi chuyến sau nghe. Là dạ thôi vậy thôi, để chuyến sau ông mời sẵn để đó đó, chừng nào không có ở nhà ông điện lại: thầy ơi, cái này có nhà rồi, để chuyến sau nha. Rồi chuyến sau vậy thôi, ông mời hoài vậy đó, ông mời xe cua để đó vậy đó. Bữa nay hên quá không đi thiệt, mấy lần trước. Hôm nay nha, chúng ta nhân cái ngày lễ Du Lan báo hiếu trong tháng 7. Việt Nam mình á quý vị, là cái truyền thống tôn sư trọng đạo, cái truyền thống hiếu hạnh hiếu nghĩa, quý vị, thiên kinh vạn quyển hiếu nghĩa vi tiên. Đó là câu chữ Nho đó, thiên kinh, thiên là tới ngàn lận, mà vạn quyển tới 10.000 quyển lận, 1.000 cái bộ kinh mà 10.000 quyển kinh lận. Nhưng mà hiếu nghĩa vi tiên, cái chữ nghĩa là cái lẽ phải, hiếu là cái sự nhớ ơn, tri ân nhớ ơn và báo ân của một người trước khi làm thánh. Nếu mà người trước khi làm thánh mà vong ân thì không thể làm thánh. Tại sao? Tại vì cái tri ân, cái niệm ân, tức là nhớ ân, tri ân, niệm ân và báo đáp ân là thuộc về đạo đức của cái người tu tập. Nếu người tu tập mà không có đạo đức thì không thể đi đến cái chân thiện mỹ được. Tại vì nhà Phật tu là để đi tìm cái gì? Tìm cái chân lý. Đức Phật Thích Ca ngày xưa Ngài bỏ hoàng cung ra để Ngài đi tìm cái chân lý. Chân lý là cái sự thật vận hành của vũ trụ này. Tại sao ông ta giàu, tại sao ông ta nghèo, tại sao đẹp, tại sao ông ta xấu, tại sao ông ta đau khổ, cái cách nào để thoát khỏi đau khổ, cái cách nào để thoát nghèo, cách nào để thoát khỏi sự bức bách của thế gian, của già, của bệnh, của chết, nguyên nhân nào, thì người ta biết được cái nguyên nhân vận hành của vũ trụ đó, gọi là chân lý đó. Lý là cái sự vận hành, chân là chân thật. Còn cái mà chúng ta thấy, chúng ta biết, chúng ta nghe đó, là cái đó là qua cái tư duy của con người, qua cái vọng niệm, vọng nghiệp của mình thôi, nó không phải là thật đâu. Nhầm khi mình thấy, nhìn thấy chất quất à, con mắt á, cùng đá, cùng nước thấy khác, nít thấy khác, người lớn thấy khác, học cao thấy khác, học thấp thấy khác, phong tục tập quán khác thấy khác, luật pháp khác thấy khác, chứ không phải mình thấy đó là y như vậy đâu. Ví dụ như một vấn đề,
nhỏ nhỏ 18 tuổi trở lên, quan hệ trước hôn nhân, có nghĩa là nó ở chung với nhau sống thử. Việt Nam mình làm vậy là ăn chỗ chạ ăn đầu à, nhất là con gái á. Nhưng nước ngoài bình thường à, vừa ăn sinh nhật 18 tuổi xong dọn nhà ra ở với bạn trai, nhầm khi đem về nguyên thằng nhóc ở nhà cũng phải chịu phép mà không nói gì trơn á, có gì nói đi luôn, nghĩ về nhà luôn. Vì thế vậy cách nhìn ta làm sao, ta thấy nó bình thường. Nhưng mà mình bên đây á, mình có bình thường không? À, có gì trời ơi, ai mà lỡ mà con mình lên thành phố học mà lỡ coi cái đó coi về chúng chui chúng nhủi không dám nói, giấu tới giấu lui. Không có gì, cháu ruột toàn nói cháu nuôi không à, mới nhận cháu nuôi đi dọc đường thấy nó quăng ngoài đường đem về nuôi, ai nhà đâu, con mình lên phố học nó bị dụ à, sanh ra đứa con về nói cháu nuôi không ấy, với miền Tây Cần Thơ nè Phật tử vậy ém luôn, gọi là ém nhẹm luôn. Nhưng mà nước ngoài thì chuyện bình thường à, quá là chân á. Chuyện đó nhầm khi người ta còn thích nữa, người ta còn khoái nữa, ta lại tự nhiên như không có con cháu xài. Không có gì à, nó như tự nhiên à, kêu nó sanh nó không chịu sanh, giờ nó sanh cho xài sướng, người ta cười, người ta dẫn cháu đi, người ta không chẳng la tiếng nào. Một vấn đề mà nhìn với góc độ khác nhau, có gì không, đó không phải chân lý. Ở đây người ta cho là đúng, ở kia người ta cho là sai. Thích á thì cho là đúng, mà không thích á cho là sai, đó không phải là chân lý. Cái chân lý là tất cả mọi người đều nhìn nhận y vậy đó, tại vì cái chân lý nó không có hai đâu. Còn cái ngụy lý á, là nó vô cùng vô tận, nó không phải là chân lý á. Nên Đức Phật đi tìm cái chân lý là tìm cái nguyên nhân, tìm cái quy luật vận hành của vũ trụ và nguyên nhân để sanh ra tất cả các pháp ở thế gian này. Trong cái thế gian này có cảnh dục giới, cảnh sắc giới và cảnh vô sắc giới, và bốn loài chúng sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh đang sống ở trong cái tam giới đó, chia ra làm sáu nẻo sanh tử luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người và cõi trời. Và các cõi nó luân phiên với nhau, đi với nhau qua từng kiếp sống khác nhau, thì đó gọi là luân hồi. Luân là bánh xe, hồi là quay về chỗ cũ. Vậy cái gì mà làm cho bánh xe đó đi, nó phải có một cái lực để cho quay lăn cái bánh xe luân hồi đó. Cái đó gọi là karma, là nghiệp. Mà người ta gọi đó là nghiệp lực, tức là cái lực của nghiệp dẫn đi. Vì vậy thì nghiệp là gì? Nghiệp là tạo tác của tất cả các loài chúng sanh, tạo tác sanh ra nghiệp. Vì tạo tác là gì? Tác là làm đó, tạo là sanh ra, tạo tác tức là làm sanh ra nghiệp. Vì đối với con người sanh ra nghiệp khác, con thú sanh ra nghiệp khác, chư thiên sanh ra nghiệp khác. Con người đấy có ba nơi để mà tạo tác sanh nghiệp: cái ý của mình bên trong, cái thân mình và cái khẩu của mình. Nhưng mà cái ý là quan trọng nhất, tại vì á, có ý rồi mới nói ra cái miệng. Vì ý với cái miệng gọi là khẩu nghiệp. Có ý mới cái thân hành động, vì ý tới cái thân hành động là thân nghiệp. Còn ý khởi lên ý gọi là ý nghiệp. Vì thì thân khẩu ý có nghĩa là ý với ý, ý với khẩu, ý với thân. Nên cái ý, cái ban đầu này nè, trong kinh Tăng Ấy Cơ Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, thì chữ tác ý là cái ý ban đầu đó. Ý của tác ý có nghĩa là chúng ta khởi lên cái ý để tác ý, khởi lên cái ý để nói, khởi lên cái ý để làm. Như vậy thì nói là luôn luôn lúc nào cũng có ý, và làm luôn luôn lúc nào cũng có ý. Ý là những cái dự định mình làm gì, nói là dự định mình nói làm gì, thì khởi lên tác động ở trong tâm của mình, do đó sanh ra cái nghiệp. Vậy nghiệp ở trong tâm của mình là cái nghiệp ý đó, nó tạo thành sức mạnh, nó lôi chúng ta đi sanh ra theo cái cảnh giới tương ứng của dòng nghiệp mà người ta gây ra tạo. Như vậy thì Đức Phật ngài đã chứng tâm minh lục thông ở dưới cội cây Tất Bát La, tức là cây Bồ Đề ở Rạch Ni Liên Thiền, và ngài đã thấu triệt được cái đường đi của sanh tử luân hồi. Ngài đã thấu triệt được là tâm thức biến hóa của chúng sanh từ tâm nhận thức kém cho tới tâm nhận thức cao, gọi là tiến hóa, tiến bộ về mặt tâm thức. Cái tâm thức tiến bộ là tâm thức trí tuệ, cái tướng mình tiến bộ là cái tướng hoàn thiện. Con người mình hoàn thiện nhất trong tất cả các con khác, con người tiến bộ nhất về thân. Tâm con người hoàn thiện nhất hơn tất cả tâm các con khác, vậy con người tiến bộ nhất về tâm. Tiến bộ là sự nhận thức đó, nên người khôn nhất à, vì thế không, người khôn nhất là người tiến bộ về tâm nhất. Và cái thân con người là tiến hóa cao nhất, động vật bậc cao mà là cao nhất, cho nên con người đẹp nhất. Con chó đẹp cỡ nào đẹp so với con người cũng không đẹp bằng con người.
Đó, nó thật đấy. Đó, mình đang nói tới sự tiến hóa của các loài mà. Ở của cái loài có thân và loài có tâm. À, và con người có khả năng tiến hóa bứt phá ra khỏi thế gian, gọi là lìa tam giới đó, thì lên hàng trí tuệ. Hồi nãy là thức nhận thức thôi nha. Thức nhận thức với trí tuệ nó khác nhau. Thức nhận thức là còn nằm trong tam giới dục sắc và vô sắc, tức là nhận thức trong vô minh. Trong cái đen tối đó mà mình sáng nhất, có nghĩa là mình là đèn pha của sân vận động. Còn con cá voi, cá heo rồi đó, con chó rồi đó, nó là đèn pin thôi à. Nó sáng mà nó là đèn pin không à. Còn cái thức của nhận thức con người là đèn pha của sân vận động. À, quý vị. Còn cái trí tuệ á, là mặt trời, là mặt trăng. Nên cái chữ tam minh, Đức Phật chứng tam minh, minh là sáng. Mà chữ minh trong tiếng Hán á, gồm có chữ nhật với chữ nguyệt hợp thành. Chữ nhật á, là mặt trời, chữ nguyệt là mặt trăng. Như vậy là cái trí tuệ của nhà Phật là mặt trời, mặt trăng soi cả khắp tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải á, là chỉ có cái đèn pha của sân vận động. À, con người mình chỉ là đèn pha sân vận động thôi. Mình có thể là soi thấu một khu vực nào đó thôi, chứ không thể soi được tam thiên đại thiên thế giới. Nên Đức Phật chứng đắc để đi đến á, là soi thấu cả tam thiên đại thiên thế giới, kể cả thế gian và kể cả xuất thế gian. À, mới gọi là chứng đắc nha. Chứng đắc đó là trí tuệ đó. Nên đi tới cái chân. Cái thứ hai nữa là đi tới cái thiện. Cái thiện là cái gì? Quý vị, cái thiện là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh đó. Cái ác là làm đau khổ cho vô lượng chúng sanh. Để đi tới cái chân thiện là làm cái gì cũng làm lợi ích cho chúng sanh hết. Một lời nói, một cử chỉ, một việc làm đều làm lợi ích cho bốn loài chúng sanh: thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh. Gọi là điều chân thiện đó. Rồi tới cái chân mỹ. Mỹ là gì? Là cái đẹp. Đó, không có gì. Đẹp như thế nào gọi là đẹp quá gì? Là cái hoàn thiện nhất, là cái đẹp nhất. Mà đẹp nhất trong tất cả các đẹp đó là gì? Là cái đạo đức của con người. Nên ở trong Thiền Lâm Bảo Huấn có hai cái câu nho ở ban đầu đó: tôn mạc tôn hồ đạo, mỹ mạc mỹ hồ đức. Dịch ra tiếng Việt đó là: tôn quý nhất trong tất cả các cái tôn quý đó là người có đạo, đẹp nhất trong tất cả các đẹp đó là người có đức. Tôn mạc tôn hồ đạo, mỹ mạc mỹ hồ đức. Vì việc đạo này là đạo gì? Đạo giải thoát. Đức này là gì? Là công đức diệt đi những cái phiền não của trong tâm. Như vậy thì cái người đi đến đạo giải thoát và diệt đi tất cả các căn bản phiền não và tùy phiền não trong tâm là người được tôn quý nhất và người đẹp nhất. Không có gì. Như vậy thì mình sống trên thế gian này á, là mình muốn á, là người ta tôn trọng mình không? Đó, quý vị làm chúng trưởng đạo tràng cũng ngất ngưỡng vậy phải không? Không muốn ai tôn trọng, người ta tôn kính mình ai cũng muốn phải không? À, như vậy thì mình muốn người ta tôn kính nhất á, là mình hãy đi đến đạo giải thoát đi. Nên cái người nào mà đã đạt đạo giải thoát rồi, người ta tôn kính, ta đưa lên bàn thờ, người ta lại tới cái chán này xối luôn nè. À, quý vị thấy chưa? Vậy thì tất cả những vị ở trên bàn thờ chúng ta thấy là chư Bồ Tát, chư Phật, chư Thánh, vân vân, ta được đưa lên cao ở trên đường bệ quay nghi, người ta lại là gì? Là tất cả các ngài đã đạt đạo giải thoát đấy là mới tôn quý nhất. Vì thấy chưa? Chứ đâu phải như không mà người ta tôn mình lên đâu. Tại vì chúng ta đạt đạo giải thoát nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng được người ta tôn lên. Là tại sao? Tại vì ngài đạt được đạo giải thoát. Giải thoát khỏi gì? Giải thoát những kiết sử và triền cái trong tâm, đi đến là đại bát niết bàn ở trong tâm, an vui tịch tịch vắng lặng ở trong tâm. Đó là cái con đường mà đi đi đến đó người ta đã đạt được rồi. Không có gì. Đức là gì? Không có gì. Đức tức là cái công đức ở trong tâm mình, nó lộ ra phía bên ngoài để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, hoàn thiện ở trong tâm mình mà nó bộc lộ ra bên ngoài để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, thì đó gọi là chữ đức đó. Thì đó gọi là đẹp nhất. Vì thế cái tâm đẹp nhất và cái hành động bên ngoài làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh đẹp nhất thì cái đó mới gọi là chữ đức. Như vậy thì mình á đạt tới cái đạo đức cao siêu thì mới thẩm thấu được tất cả các pháp của xuất thế gian và người đó trở thành bậc thánh nhân.
Như vậy thì mình tu muốn làm thánh không? Rồi thấy không? Ai tu muốn làm thánh không? À, như vậy làm thánh, một trong những cái mà người ta đạt tới là chân của giá trị đạo đức đó, đó quý vị, là cái tâm biết ơn. Mà mình biết ơn, trong nhà Phật có cả bốn cái ơn nặng đó. Trên đền bổn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe điều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Quý vị có nghe câu này chưa? Thấy không? Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, thì mới hiểu được kinh Pháp Hoa. Vậy là kinh Pháp Hoa tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Mà Diệu Pháp là pháp môn di diệu Đức Phật dạy. Liên Hoa, Liên Hoa là cái bông sen. Đức Phật dạy về hạnh cái bông sen của tâm, tức là hạnh bất nhiễm, bất động, bất cấu, bất tịnh ở trong thế gian này. Giống như bông sen ở trong bùn mà nó không lem lắm bùn. Chúng ta sống trong cảnh ưa mến ham thích, nhưng mà tâm chúng ta tĩnh lặng, không ưa mến ham thích. Sống trong cảnh phiền não mà chúng ta không có phiền não. Sống trong cảnh già bệnh chết mà chúng ta không khổ trong già bệnh chết. Đó gọi là bông sen đó. Nên chư Phật và chư Bồ Tát đều ngự trên tòa sen. Nên Đức Phật thuyết cái bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, nói về cái bông sen, để cho chúng ta tu rèn luyện, chỉnh sửa cái tâm mình như là được tâm sen đó. Như vậy thì là cái biết ơn là cái đạo đức của con người. Mà con người có đạo đức là tôn quý nhất và đẹp nhất, đúng không? Mà tôn quý nhất là đẹp nhất đó là đạo và đức. Tôn mặc tôn hồ đạo, mỹ mặc mỹ hồ đức. Vậy đạo đó là gì? Là đạo giải thoát. Đức đó là gì? Là công đức hoàn thiện chính tâm mình để vượt qua các kiết sử và triền cái, bộc lộ ra bên ngoài hành đạo Bồ Tát, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự, ai về sạch Google trong mạng internet đi, cái iPad mà anh dâu mới tặng á, rồi vô Google, rồi gõ vô kinh Bổn Sanh Bổn Sự, enter ra được cái bài kinh Bổn Sự, đọc đi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tiền thân của ngài ba A Tăng Kỳ kiếp về trước, ngài hành đạo Bồ Tát. Một A Tăng Kỳ bằng vô số đại kiếp, một đại kiếp bằng bốn cái trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 cái tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Ngài hành đạo Bồ Tát á, đi trong những nẻo sanh tử luân hồi để cứu khổ chúng sanh á, ngài mới thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhiều không? Lâu không cái gì? Đó, cái tâm tốt của ngài bộc lộ ra bên ngoài, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Nơi trong Phật học phổ thông Hòa Thượng Thiện Hoa định nghĩa Phật là gì? Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn đó. Nè, tự giác là tâm mình giác ngộ. Phật là bậc giác giả, là tâm mình giác ngộ. Phật học giáo khoa thư cũng nói là Phật là giác giả, là tâm giác ngộ. Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra cái lý vận hành của vũ trụ, gọi là chân lý, gọi là giác ngộ. Như vậy thì tự giác là ta được giác ngộ, giác tha là giúp cho người khác được giác ngộ, giác hạnh viên mãn là hành đạo Bồ Tát. Hạnh là hành đó, theo những cái bổn nguyện của mình nhiều đời mà nhiều kiếp cho đến viên mãn tròn đầy luôn, thì đó được gọi là Phật. Nên mình tu muốn làm Phật không? Ai tu muốn làm Phật có cái gì? Tại vì Đức Phật dạy kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ai cũng muốn làm Phật hết trơn á, nhưng mà chưa làm được thì tu từ từ làm. Một kiếp, hai kiếp, nhiều kiếp, hoặc nhiều nhiều kiếp nữa. Nhưng cuối cùng ta tu á, là có tu là từ từ chúng ta sẽ được thành Phật ở trong tương lai. Trong kinh Pháp Hoa phẩm Đề Bà Đạt Đa nói rằng ai chỉ niệm tới Nam Mô Phật thôi thì tương lai xa người đó sẽ được thành Phật. Trong phẩm thứ 6 phẩm Thọ Ký kinh Pháp Hoa, Đức Phật cũng nói ai gieo duyên lành với nhà Phật thì người này được thọ ký làm Phật ở trong tương lai. Gieo duyên lành có 6 cái duyên để gieo. Thứ nhất là thờ Phật, thứ hai là cúng Phật, thứ ba là lại Phật, thứ tư là quy y Phật,
Thứ năm là tán thán chư Phật. Thứ bảy á, thứ sáu á, là niệm Phật. Như vậy thì là chúng ta có sáu cái duyên lành gieo duyên nhà Phật. Chỉ cần gieo duyên một cái thôi, tương lai mình cũng được lành thành Phật. Thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, tán thán chư Phật và niệm Phật, thì người này tương lai sẽ được làm Phật. Đó gọi là gieo nhân lành với nhà Phật. Ai mà tu mà một trong sáu cái duyên lành này không có gieo duyên nào hết trơn á, đừng mong làm Phật. Tu không có thờ Phật gì trơn á, thờ ông nào không à. Tu á mà không có cúng dường Phật gì trơn á, có gì cúng dường ai không à. Tu á mà không có lại Phật gì, toàn là lại ai không à. Đó, quý vị thấy không? Vậy là thôi rồi, ba cái duyên đó không gieo vậy. Tu mà không có quy y Phật, quy y ai không à. Rồi tu mà không có tán thán chư Phật, là không có ca ngợi Phật chân á, là toàn là coi phim tán thán mấy ông bắn nhau, ông bắn hay dễ sợ. Có gì không tán thán Phật, tán thán là ca ngợi đó. Tu mà không có niệm Phật, niệm là miệng niệm tâm nghĩ tưởng. Vậy tu mà không có miệng niệm tâm nghĩ tưởng, toàn là cái lộn mà tâm tưởng tưởng tiền không sao tu. Có gì người này là mãi mãi không bao giờ được làm Phật. Có gì trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6, nếu chúng ta làm một trong những cái đó hoặc là cả 6 cái, tương lai mình sẽ được thành Phật. Tại tâm ta là tâm hướng Phật. Nên đạo đức á, là sâu dày thì á, mới đi đến sự giác ngộ giải thoát được. Mà cái đạo đức gần nhất, lớn nhất là cái đạo đức của sự biết ơn. Nên khi Đức Phật Ngài đắc đạo quả với cội Bồ Đề vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 504, năm 594 trước công nguyên, ở dưới hai cái cây gọi cây Sala sông Thọ, ở rừng Kauthina tức là Kusinara, Đức Phật nhập Niết Bàn ở Kusinara. Đức Phật đắc đạo mùng 8 tháng 12 ở Rạch Ni Liên Thiền. Và khi đắc đạo xong, hồi nãy nói Phật đắc đạo, nói qua Phật nhập Niết Bàn. Phật là đắc đạo ở dưới cội cây Bồ Đề Rạch Ni Liên Thiền. Thì việc đầu tiên là Đức Phật đã bỏ ra một từng để đứng nhìn cây Bồ Đề, tri ân cây Bồ Đề đã từng che nắng che mưa cho Ngài suốt 7 tuần là 49 ngày liền, để Ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật. Và sau khi đắc quả xong á, Đức Phật đã tìm hai ông thầy dạy cho mình thiền định, là những bước chập chững đầu tiên khi Ngài đi vào thiền định, vào được từng thiền phi tưởng xứ luôn. Đó là ông A-đa-lam và ông Út Đầu Lam Phất, để mà trả cái ơn, có nghĩa là dạy đạo lại cho hai ông thầy mình tu đắc đạo để trả ơn. Nhưng mà xui, hai ông đã mất trước đó nửa tháng. Và Đức Phật đã tìm về năm anh em ông Kiều Trần Như để độ cho năm em Kiều Trần Như. Mà quý vị biết năm em Kiều Trần Như là ai không? Là quan ở trong triều đình đấy. Khi mà Thái tử Sạch Ta bỏ cung vàng điện ngọc ra đi tu, thì vua Tịnh Phạn mới sai năm người ở trong triều đình đi theo hầu Thái tử để tu tập. Nhưng mà không ngờ đi đến đó, năm ông là phát tâm tu tập, đồng tu chứ không phải là hầu cận nữa. Do đó những cái ngày ở rừng Khổ Lâm Hạnh, thì năm vị này đã từng giúp cho Thái tử Sĩ Đạt Ta cùng đồng hành để tu tập. Thì Thái tử đã về một phần là trả ơn đó, và một phần là độ chúng sanh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp với Đức Phật. Và Ngài quay lại thành Ca Tỳ La Vệ độ cho cha của mình là vua Tịnh Phạn khi ông hấp hối. Và trong một kỳ hạ, Ngài lên cõi trời Đao Lợi để độ cho mẹ mình là Hoàng hậu Ma Gia với hai cái bài kinh, kinh Địa Tạng và bài kinh A Tỳ Đàm, tức là Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Bà Hoàng hậu Ma Gia đắc đạo luôn. Và Ngài Đức Phật đã quay về thành Ca Tỳ La Vệ độ cho bảy dương tôn công tử, anh em chú bác đi xuất gia trở thành bậc A-la-hán, trong đó có Ngài A-nan. Và Ngài A-nan luật là khi chứng kiến trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó. Và độ cho vô số những người liên quan tới thành Ca Tỳ La Vệ đắc quả thánh nhân từ sơ quả tới tam quả. Đó là Ngài đã trả ơn đó quý vị. Ngài Đức Phật đã trả ơn trong bước đường sanh tử luân hồi của mình, nhiều cha nhiều mẹ nhiều đời nhiều kiếp, gọi là đa sanh phụ mẫu.
Nên một cái người nào tu tập muốn đắc quả thánh nhân á, thì cái người này phải trải qua một con đường đạo. Mà đạo này người này không trải qua thì người này không thể đắc làm thánh được quý vị. Tại đắc của làm thánh á, thì người này cực kỳ phải chuyển từ thức chuyển sang trí. Mà trí tuệ á, thì người ta nhìn thấy hết tất cả các ngõ ngách của cuộc đời. Mà nhìn thấy hết mà thờ ơ đối với cái mình thấy thì đó không phải là trí tuệ. Nên trí tuệ là nhìn ta thẩm thấu hết. Nên trong tất cả các đường đạo chúng ta đi để đạt đạo quả vô thượng bồ đề về sau, thì có một cái con đường nếu chúng ta không đi qua thì chúng ta không đạt được cái đạo quả bồ đề. Thì con đường đó thì bữa nay chúng ta sẽ trao đổi con đường đó. Đó quý vị, với đề tài được mang tên Đạo Hiếu A Di Đà Phật. Hiếu mà được ta nâng lên thành chữ đạo quý vị. Báo hiếu thôi chứ cần gì đạo hiếu. Nhưng mà ta nâng lên cấp thành là đạo hiếu quý vị. Quý vị có nghe là ta báo hiếu thôi, trả hiếu báo hiếu thôi. Bình thường thời gian đó là thôi là trả hiếu thôi. Cho cha cho mẹ mình báo hiếu là báo ơn, trả hiếu là những cái gì người ta cho mình trả lại thôi gì. Cần gì tới con đường của đạo hiếu. Vì đạo hiếu là gì? Không có gì, cái chữ đạo. Bây giờ ví dụ nha, võ sĩ đánh nhau, bạn người nào mà đánh nhau mà có cái lương tâm rất tốt, đánh nhau mà với cái tâm tốt muốn giúp đỡ những người khác, đánh nhau mà tâm không vướng mắc đến sự đánh nhau, thì người ta đạt đó là võ sĩ đạo, gọi là tinh thần của võ sĩ đạo. Uống trà có gì mày lên á là nguyên ly nè, húp cái ót cái hết trơn cái ly rồi là thôi rồi nhâm nhi trà không có gì. Trà ta uống phải từ từ thưởng thức cái trà đó, và trong cái trà đó ta tìm ra được cái đạo lý ở đời làm cho tâm mình được nhẹ nhàng thanh thản trong lúc uống trà đó, ta gọi là trà đạo. Đó nha, ta đã đạt tới cái đạo uống trà. Ở bên Nhật á, là người ta đã đạt tới là kiếm đạo. Những người mà võ sĩ đạo của người ta đạt tới trình độ là kiếm đạo, nâng cấp cái tư tưởng mình lên đó quý vị. Nên những người nào đạt được chữ đạo rồi là ta bao giờ người ta không hướng về cái đạo đức. Có nghĩa là ta học võ không phải đánh nhau, mà học võ để cứu người, để tâm mình được thanh thản nhẹ nhàng. Uống trà thì tâm được thanh thản nhẹ nhàng, đi đến cái đạo, đến chữ nâng cấp lên chữ đạo. Nó nghĩa là gì? Nhưng mà ở đây chúng ta là đạo hiếu. Đạo hiếu này chỉ có trong đạo Phật thôi, chứ nó không có trong thế gian. Thế gian á chỉ nói là người ta là báo hiếu, người ta trả hiếu thôi. Nhưng cái chữ đạo này dính tới tôn giáo, tức là dính tới đạo Phật. Đó không có gì? Những người con Phật mà báo hiếu, đó không có gì? Nâng cái tầm báo hiếu mà lên trở thành đạo hiếu. Hồi nãy chúng ta nói á, là nếu một người nào không có đạo đức á, thì người đó là tu không thể đắc quả được. Tại vì đạo đức nó là then chốt của người tu mà. Mà cái đạo đức, một trong đạo đức đó là cái lòng biết ơn. Biết ơn là gì? Là người ta đã từng giúp đỡ mình gì đó, mình còn nợ người ta đó, mình phải biết chứ. Cái thứ hai nữa, biết ơn rồi sao quý vị? Người ta phải là niệm ơn. Niệm ơn tức là nhớ ơn. Biết ơn người ta gọi là tri ơn. Chữ tri nghĩa là biết á, gọi là tri ân. Niệm ơn tức là nhớ ơn. Có nhiều người biết mà không nhớ. Biết gì đó chứ không nhớ. Người ta giúp mình quá trời quá đất luôn, không nhớ gì trơn, không gì, đi tuốt luốt luôn à. Con đi biền biệt xa nhà để cho cha mẹ ông bà trong ngóng trong à. Người ta biết mà không nhớ. Có nhiều người ta biết ơn à, cũng cha cũng mẹ cũng sanh ra ta, tất cả mọi người lo lắng cho ta, không nhớ gì hết. Biết chứ không nhớ. Nhớ nghĩa là canh cánh bên lòng á, gọi là nhớ. Bởi vì biết cái chữ canh cánh bên lòng không, gọi là nhớ. Cái thứ ba nữa gọi là trả ơn, đền ơn. Ta gọi chung chữ là báo ơn. Vậy là tri ân, niệm ơn, báo ơn là cái quá trình của một người trả cái hiếu. Nên như vậy đó thì mình tri ân. Ở bên ngoài đời á, ta tri ân là ta là biết ơn là cha mẹ đã từng lo lắng cho ta thôi. Còn ở trong nhà Phật tri ân bằng trí tuệ. Tri ân bằng trí tuệ là sao? Tri có nghĩa là biết ơn bằng trí tuệ. Thì ta dùng cái trí tuệ mình quán xét coi thử coi tại sao mình đã lớn lên. Mình quán xét ấy, là cái con vật á, tự nhiên nó sanh ra nó lớn lên được hay không. Ví dụ như con cua nó sanh ra lớn được hay không, con nhện nhện sanh ra lớn được hay không. Rồi á, là cái con gà nó sanh ra lớn được hay không.
Con cua cái á, nó sanh con ra, sau khi sanh ra quý vị nó bỏ xác. Con nhện nhện, sau khi con nở ra thì con nhện nhện mẹ bỏ xác. Nhưng mà cái xác nó để làm cái gì? Con cá hồi khi sanh con ra bỏ xác, cái xác nó là cho con nó ăn đó. Đó quý vị, tại vì nếu nó không cho cái xác cho con nó ăn thì con nó không lấy gì để ăn, thì không thể lớn được. Trong lúc mới sanh ra đó, nếu không có cái xác của mẹ cho ăn đó quý vị, thì các con nó sẽ chết liền. Như vậy con cua nó hy sinh, con nhện nhện nó hy sinh cả tấm thân của mình, con cá hồi nó hy sinh cả tấm thân của mình. Là người mẹ đó quý vị, đó là người mẹ ở trong thiên nhiên đó, người mẹ trong thiên nhiên. Thì người mẹ của ta có liên quan gì ta? Bây giờ bắt một đứa nhỏ thảy trong rừng, mới sanh ra thảy trong rừng, đố quý vị bao nhiêu lâu nó chết? Ngày đêm mà đứt rồi, đói bụng, lạnh, không ai chăm sóc, không ai cho ăn, quý vị chết rồi. Như vậy thì khi mới sanh ra ai là người chăm sóc cho mình? Rồi làm sao có được cái thân này? Thân này đâu phải tự nhiên là quá sanh. Mình nhớ mình là loài thai sanh à nha. Trong bốn loài sanh, loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh, mình là loài thai sanh. Có nghĩa là có thai mới sanh ra. Có thai mấy bữa? Có thai mấy bữa? 280 ngày phải không? Có thai 280 ngày. Đó quý vị, một ngày 24 tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ là 60 phút, một phút 60 giây. Mình tính ra đi, coi thử coi mình mang thai bao nhiêu giây. Mình tính ra. Như vậy đó thì không phải chỉ một ngày một bữa đâu quý vị, mà đâu phải mang không đâu, mà còn phải chăm sóc nữa. Uống sắt, ráng ăn. À, quý vị bình thường ngán ăn muốn chết luôn, mà nhớ tới đứa con mình ăn luôn, quý vị nuốt, nhắm mắt nuốt cho nó chất bổ. Vậy thì cái thân này có được là nhờ ai? À, quý vị, nhờ mẹ của mình chăm chút, nhờ mẹ của mình giữ kỹ lưỡng. Không giữ kỹ lưỡng ơi, mày vô vũ trường nhảy tưng 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 hồi nó cũng tiêu, phải không? Không giữ kỹ lưỡng coi, chạy xe vô đường đất đỏ, vô cho chùa linh thú coi chút nó cũng đi. Đó, chạy xe Honda đó vô toàn ổ gà ổ chó không á, chạy vòng vòng chỗ này chút cũng đi à. Đó, người ta phải giữ gìn cẩn thận, đi đứng nè, vân 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 vân. À, trong vòng 280 ngày mới có tấm thân này. Như đây là nhờ, cái chữ nhờ có nghĩa là gì? Là chúng ta đã thọ ơn đó, nhờ người đó mới có được cái người này. Không nhờ người đó, không có người này. Vậy người ta biết đó chưa? Có biết không? Tự nhiên mình sanh ra mình quá sanh hay là mình thai sanh? Nếu mình thai sanh thì nhờ ai mà sanh ra? Nhờ mẹ của mình chăm chút cẩn thận để sanh ra. Nhớ chỉ có là nhờ người đó có người này. Giống như câu tục ngữ ca dao dân ca về ghi vách tường, nhờ người đó có người này. Hỏi người đó là ai? Mẹ chứ ai. À, nhờ người đó có người này, nhờ người ta mới có mình, có nghĩa là mình thọ ơn phải không? Rồi bây giờ nhờ ai mà lớn lên? Thấy ông rừng có lớn lên nổi không? Nhờ ai mà lớn lên? Cũng nhờ cha, nhờ mẹ, hai người cùng góp sức với nhau. À, quý vị nuôi nắng chăm nom. Thấy gì lớn lên phải lấy là cơm cha áo mẹ để lớn lên hay không? Vậy thứ nhất là cái gì? Thứ nhất là người ta cái công để tạo ra hình hài. Thứ hai là cái công sức để giúp đỡ chúng ta lớn lên. Thứ ba là của cải vật chất để giúp chúng ta lớn lên. Cái thứ tư nữa không quý vị? Cái này nè khó làm được lắm, cha mẹ mới làm được, con cái không làm được đâu. Sự hy sinh. Cha mẹ hy sinh con cái lớn lắm. Trời, có những người á quý vị, nắng chai nắng phai nám má xuân hồng. Nợ con nợ chồng suốt cả thời gian. Quý vị, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về mà. Có gì đâu. Nên là ta có trí tuệ, ta tri ân, có nghĩa là biết ơn. Cái thân này do mẹ tạo mới có, không có không ai ngồi đây đâu.
lớn lên là nhờ công sức của cha mẹ bỏ ra ngày đêm nặng nhọc. Ngày cũng bỏ ra, đêm cũng bỏ ra, và bất cứ việc gì không từ nan. Mình có lúc từ nan đó, má sai gì thôi chuyện này con không làm đâu má ơi, bận ơi, từ phải không? Nhưng mà con sai cha mẹ có từ không? Không từ. Cha mẹ dứt phát không từ nan cái gì cho con cả, quý vị. Một giờ khuya khóc é é é cũng thức dậy buồn ngủ muốn chết. Ba giờ thức dậy nghe nghe rỗng rỗng rãng rãng hỏi làm gì đó phải sửa cho con. Đi du lịch đó, đi bên Campuchia, đi về xin bình nước, xảy ra nó rỗng dậy vậy làm sao ta ngủ? Đi kiếm bình nước phải sửa cho nhỏ thầy ơi. Trời ơi, đi vẫn đi chậm chậm nhẹ chứ đi qua chỗ vòng dài dài mấy phòng ta ngủ sao được? Vì thấy chưa, người ta ngủ mình thức cho con. Nó đòi gì là đáp ứng, đòi gì đáp ứng, đòi gì đáp ứng không có gì. Nhất là những người mẹ đòi cái gì đáp ứng mà không kể gì hết, không kể việc đó thiện ác gì chân. Con đòi gì là đáp ứng được liền à. Nên mình nhìn thấy đa số những người mẹ bị đọa là chỗ đó đó. Mẹ của ngài Mục Kiền Liên đọa làm loài ngã quỷ. Mẹ Bà La Môn Nữ đọa xuống địa ngục ở trong Địa Tạng. Vợ của là vua Lương Võ Đế là hoàng hậu Hy Thị đọa vào loài súc sanh. Nên có ba cái pháp sự cúng thoát khỏi địa ngục ngã quỷ súc sanh là kinh Du Lan, kinh Địa Tạng và kêu bằng Lương Hoàng Sám. Ba người nữ không à, không thấy ông nam nào chứ. Cái này mà phát hiện ra trong kinh mình tổng hợp lại thôi. Tại sao quý vị? Là tại vì người nữ phạm tội nhiều. Mà tại sao phạm tội nhiều? Hy sinh cho con, miễn sao có lợi thì làm, chẳng mang bị nhốt, bị giam, bị cầm. Đó đó đó, quý vị thấy chưa? Vì con cha mẹ cam đành giết lồi muôn thú nuôi sanh mạng này à, quý vị. Nên người nào mà biết được đạo pháp rồi thì có câu sau tổ sư cũng nói là có những lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay. Bà mẹ bán thịt ngoài chợ nuôi đứa con đi du học ở Mỹ, nhìn mình thấy thương dễ sợ. Thương gì? Chặt thịt. Thương gì? Chặt đầu cá, cắt cổ gà. Ở ngoài chợ của chị cắt xẹt 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 đâu ơi, ngại biết nhiêu con à. Đem tiền cho con đi học du học ở bên Mỹ, nó du học thành kỹ sư bác sĩ, học lấy toàn là tiền đô không à. Nhưng mà khi chết xuống á, cái nghiệp sát sanh đó đọa xuống dưới địa ngục đó quý vị, bà mẹ chịu. Tại sao? Tại vì bà mẹ đi kiếm tiền lo cho con. Nên những người con á, mình phải có trách nhiệm cứu lại mẹ của mình. Cái nguyên nhân bị đọa là thương con, hy sinh cho con. Những gánh chè kẻo kẹt 3-4 giờ sáng lo cho con. Những chiếc đa ôm à, chạy cái góc đường lo cho con. Những người nông dân á, là sáng chiều lam lũ. Những người ngoài trung á, quý vị gửi con đi ăn học xa nhà lo cho con. Ta không thấy được những điều đó, quý vị ta xài tiền thoải mái lắm, không làm là xài xẹt xẹt xẹt. Mang dép xịn không, mang dép đốc tờ mới mang. Đôi 1,5 triệu, 2 triệu. Mặc quần á, là phải là quần jean của Pháp, đồ nhập hàng hiệu không à. iPhone phải iPhone 6, Samsung phải là Galaxy S5, Note 5. Có trái táo cắn bể một bên mới chịu. Thứ dữ không à, ai nhà đâu, cha mẹ làm muốn chết luôn, mình đâu có biết điều đó đâu à, có gì. Nên á, cha mẹ luôn luôn nào hy sinh cho con. Hy sinh là gì? Đáng lẽ mình phải hưởng, nhưng mà không có hưởng cái gì chân gọi là hy sinh đó. Con nó hưởng hết nè. Sao mà có gì mất công bằng ở trên thế giới rồi. Tự nhiên nhà có 4 người à, làm được 100 triệu. Hai đứa con nó hết 99 triệu rồi, hai ông bà già còn lại có 1 triệu à. Sống có 1 triệu, quý vị thấy sống khô khan
thảm khổ hơn, quần áo cũ không, dép cũ không, chân tay gầy gọt, đội nắng đội sương. Cha thì là nó chai cục cục cục, lấy cái lưỡi lam cắt 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 cắt. Hồi đó ba thầy đi lì ruộng không có gì, chai cái chân ra này, lâu lâu ông cắt lên, cắt từng miếng miếng để vô nửa chén. Cái đồng tiền lúc đó ông đâu biết đâu có gì, xài sang mà ăn si rô rồi uống đá chanh rồi ha, đá me rồi mặc quần jean rồi, nhưng đâu không có biết đó đâu có gì. Nó lát từng cái tiếng chai cái lòng bằng chân ra đó, ruộng lúa ra không chứ đâu lấy tiền đâu ra, không có gì. Phải bán sức khỏe để kiếm tiền, tiền con lấy rồi sức khỏe mình mất, có phải vậy không? Người mẹ là lặn lội thân cò rồi đi ra ngoài đồng cấy đó, ngoài cấy lúa hồi xưa mà mấy móng tay nó thúi chừng thúi móng hết. Người phụ nữ nào không muốn mình đẹp, nhìn vô cái mặt nắm toàn là chân chim không, dẫm lên cả đời lo cho con lam lũ, một nắng hai sương lặn lội đồng xưa dậy sớm. Có nhiều người giờ bệnh hậu lắm nè, quý thầy khám bệnh biết nè, không có gì bệnh hậu, giác lúa đôn cột sống thối quá đó cột sống. Có nhiều người lao lực là vì lo cho con á, hy sinh hết, thay là mình hưởng thụ không hưởng thụ, hy sinh cho con hết đó quý vị. Nhưng cái cuối cùng cái này mới lớn là lòng thương của cha mẹ đối với con cái, thương dữ lắm, yêu dữ lắm, con cần gì cũng cho chứ quý vị, xin cái được xin cái được xin cái được à. Nhầm khi á là ông già la, nhưng mẹ để đi chút xíu ông đi đi tao cho, lòn móc 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 nhét 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 hồi cũng có đủ chứ. Vậy không đọ sao được đó, không có gì không đọ sao được, thương con á quý vị, chẳng ngại gian lao, thương con á có biết niềm đau trong lòng, hy sinh cho con á rồi lại lo chồng, trăm năm một kiếp má hồng tàn phai, khổ đêm rồi lại khổ ngày, khổ đi cho đến chỗ quan tài còn lo. Mẹ đây như một con đò, sớm hôm cô bóng buồn so có một mình, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi có một mình ơn. Mình mà còn ơn nữa đó, quý vị thấy chưa? Con nó có biết không? Không biết quý vị, con nó không biết lắm, thờ ơ lắm, đâu biết đâu. Nên nó có những người mẹ âm thầm ngày đêm lo cho con, hy sinh hết, cái gì cũng giấu đút cho thằng con. Cái gì cũng giấu đút cho thằng con, quý vị. Làm gì cũng dám làm chừng, miễn sao con mình đầy đủ được. Cái gì cũng dám làm chừng á, mày thấy chưa? Con chó mà nó hiền dễ sợ nữa, nó có con mình là nó cắn mình, nó tin không? Trời ơi, bữa hổm xuống ngỏng ở dưới quê nó gượt gần chết luôn. Đi ngang có làm gì đâu, nó sanh ra cái bầy con, nó về bản vậy bầy con, mình đâu biết đâu lại vuốt vuốt ngỏng con á. Trời ơi, ngoài sao bay lại đá mình, đâu biết đâu vuốt. Bị này cũng mấy lần nha, một lần á là bị vuốt con của dịch xiêm. Đi cúng dịch xiêm ở ổ, trong cái ổ trong cái thúng á, mình lại mình vuốt không biết con dịch xiêm đâu nó quất, ngoài sao nó mổ một cái. Bị hai lần bữa hổm bị ngỏng nó rượt. Nên chuyến này thôi, mấy con nào mà nó sanh con đang có con đừng có dí lại nó, nhất là con chó lợi là nó cắn liền đó, có gì lợi mà thấy con nó mình nãy nó tính bắt con nó, đâu tính mình vuốt ve, nó tính bắt con nó, con chó mà bày con lại vuốt nó cắn mình liền á, con chó á đó, có gì tại sao nó sợ người không, nó rất sợ người, mà tại sao lúc đó nó cắn mình, nó bảo vệ con mà không có gì. Con ngỗng á nó sợ người không, con vịt nó sợ người không, bình thường mình hô một cái một nó chạy gần chết, nhưng mà bây giờ nó bảo vệ con, nó sẵn sàng chết ăn thua với mình để cho bảo vệ con nó bằng được, mình lại mình vuốt nó tính đâu mình bắt con đó đó à, quý vị. Thì những người mẹ cũng vậy quý vị, hy sinh tới cùng à, chết thân mình á nhưng mà không chết thân con. Nên ở Tân Cương á mới đào mấy năm trước đào cái khu mộ tập thể á, tay đào lên đó quý vị, có 40-50 bộ xương của những người phụ nữ mà chết ngồi,
Ở ngoài trước con đứa bé, ngoài trước nào ôm đứa bé trong lòng chết ngồi, mà chết quay về đúng một hướng một vậy đó, giống hệt như đồng phục vậy đó, hướng hướng một mà. Mấy nhà khảo cổ học á, gọi là đâu có điền điên cái đầu luôn, không thể hiểu được tại sao người ta ngồi chết một hướng mà ai cũng phải ngồi, mà ngồi chết đúng một hướng, mà không phải là ngay ngắn đâu, tùm lum hết trơn á, không có điều. Chỗ này chỗ kia rải rác nguyên khu vực, người ta lại tìm không ra cái nguyên nhân tại sao. Nếu chôn cũng không phải không ai chôn ngồi, kiểu đó. Dần dần cuối cùng ta tìm ra, ta tra lại lịch sử á, là ta bắn cái tia mà laser, ta thử tia laser đó, ta mới biết được á, là cái bộ xương này vào năm nào chết á. Ta mới tra lại lịch sử á, thì gần đó có cái núi lửa. Năm đó là núi lửa nó phun trào lên, phun trào lên thì cái nham thạch nó mới tràn đi. Thì dân trong làng đó hốt nhau, hốt của, hốt trâu, hốt bò, nạnh ai nấy chạy. Có chạy hồi nó đuối, tại nhung nham nó chạy, chạy hồi nó đuối cái gì. Người nào chạy chậm quá bị nhung nham đè. Nhưng mà những bà mẹ có những đứa con bắt đầu nách con chạy. Lúc đó thảy nó xuống đi, chạy cái thoát rồi. Nhưng mà không bà mẹ nào thảy con chứ không có gì. Ôm con chạy, chạy, chạy riết rồi cái nhung nham nó tới. Tới ôm con ngoài trước nè, để đưa cái lưng mình đỡ cái dòng nhung nham á. Ngồi xuống ôm con mình ngoài trước, hai mẹ con chết hết luôn. Tất cả những bà mẹ đều đưa cái lưng một hướng một, là nhung nham nó chạy con hướng chạy tới. Thì tất cả bà mẹ đều đưa cái lưng lại hướng để đỡ cho con trước khi chết, là cái đó là cái phản ứng tự nhiên á, ôm con vào lòng. Nào không có gì, đưa cái lưng ra đỡ cho con. Ta chết một hướng một y chang vậy ta giải thích. Đó không có gì, nên các nhà khảo cổ học cuối cùng giải thích ra được nguyên nhân tại sao có mấy chục cái bộ xương của người mẹ ôm đứa con mà đúng một hướng một y chang chang nhau hết, là nay cái lưng mình ra hy sinh. Hy sinh tới cuối cùng luôn, không bỏ con đâu có gì. Bây giờ mà thử núi lửa nó tràn tới má mình 80 coi. Bắt đầu mình cõng, bắt đầu cũng cõng. Cõng mà thấy đằng xa xa mà lửa nó chạy tới, má ơi con xin lỗi má. Rồi bỏ xuống chạy cái dèo biến mất tiêu. Nên những người mẹ đó nách đứa con mà chạy tới cuối cùng của chặng đường luôn, nhung nham nó chào tới luôn, ngồi xuống ôm chịu luôn, là không còn bước nổi nữa đó quý vị. Dứt phát không bỏ con, phải chết cũng không bỏ con, đó là hy sinh còn gì nữa. Đó quý vị, mà hy sinh trong gì? Trong sự thương yêu. Không thể bỏ được đứa con của mình, chẳng thà chết hai mẹ con mình chết chung. Cái đó là mẹ nói thôi chứ chưa bao giờ nghe đứa con nào nói vậy trơn nha. Phải chi có đứa con nào nói mẹ ơi con chết chung mẹ. Mô Phật, mẹ chết bữa trước ra bữa sau không dám đi toilet kìa, chôn ngoài sau nhà, sợ ma của má. Coi thầy nói chết trùng tan, yếm. Đi đám ma hoài gặp mấy trường hợp đó hỏi ôi luôn. Lâu lâu vô liệm á, cầm bốn gói châu thần nè, thầy thầy bỏ bốn góc hòm má con giùm thầy, hỏi chi vậy? Chết trùng thầy ơi, năm nay dần thân tỵ hợi chết vợ tỵ, gì nó giải thích người tăng nữa. Chết trùng thầy ơi, yếm. Là yếm sao lên đầu thai? Đó, chứ không yếm chết nhà chết dữ lắm mà thầy. Thôi yếm đi. À, quý vị thấy chưa, thấy chưa, ông thầy coi thôi chứ có thiệt đâu. À, quý vị mà có tâm yếm má mình này, má mình á là lo cho mình từ nhỏ tới lớn, má nào mà về bắt con tào lao không. Nên chúng ta là những người con Phật, nó nâng cấp lên thành đạo hiếu. Đạo hiếu nghĩa là cái lòng biết ơn của mình đối với cha của mẹ đó quý vị. Chúng ta làm sao người ta trả được cái ơn này. À, ở dưới thế gian á, thì ta lo chén cơm manh áo vân vân, người chết ta lo cầu siêu cầu an vân vân. Nhưng mà cái lớn nhất á, nhất nhân hành đạo của quyền thăng á quý vị. Tại vì cái khổ nhất của đời người là cái gì? Là cái tâm vô minh, cái tâm si mê. Nếu thoát khỏi cái tâm si mê, tâm vô minh đó thì người ta thoát khỏi đau khổ. Nên cứu cha mẹ của mình á quý vị, thoát khỏi những cái đau khổ là cứu cha mẹ mình khỏi cái tâm si mê đó. Mà muốn cứu khỏi tâm si mê thì mình phải hết si mê, mình mới biết cái cách để cứu cho cha mẹ mình hết si mê. Là không có gì hơn là mình tu đắc đạo, mình tu được đạt đạo và hồi hướng phước báo công đức đó, để hướng tâm của cha mẹ mình về để cảnh giới giải thoát giác ngộ. Giác ngộ giải thoát. Nhiều đời nhiều kiếp bất kỳ ở nơi đâu, chúng ta đều tu tập và hướng hồi hướng cái sự tu tập về cha mẹ của mình. Dẫu ta đi chọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Ầu ơ tháng bảy giàu thu, nhành hoa trên áo nguyện tu đáp đền.
Nên một người á, là thành thánh tu đắc đạo thì bao giờ người ta cũng về độ của quyền thất tổ, ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp á. Thấy Đức Phật không? Ngày một liên đắc đạo rồi nhớ mẹ của mình đó, độ cha mẹ của mình về cõi trời. Ngài Xá Lợi Phất cũng độ, Ngài Ca Diếp cũng độ, vân vân, tất cả vị thánh nhân đều quay về hết. Nên cái người con tu đắc đạo, chả hiếu cao nhất là chả hiếu thức tỉnh cha mẹ của mình trên những bước sanh tử luân hồi được nhẹ nhàng về tâm thể. Cái giá trị của tâm thể là giá trị của tâm thức, nó lớn hơn giá trị của vật chất nhiều. Vật chất là phù du, là cõi tạm thôi. Nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ dịch, như điển ưng tác, như thị quán. Đức Phật nói ở kinh Kim Cang Bát Nhã, những cái gì chúng ta nhìn được, chúng ta nghe được, chúng ta thấy được, nó như giấc mộng thôi, nó không phải là thật đâu. Nó như quyển, nó như là giả, như là bọt bóng, như là bào ảnh, như lộ là như xương đầu cành, và như điển là tia điện chớp vào trời mưa mà thôi. Chúng ta đừng vì cái giá trị vật chất mà bỏ đi cái giá trị tinh thần, sống trong tình yêu thương đối với cha mẹ của mình. Tới báo hiếu cũng phải báo trên con đường đạo pháp mà báo hiếu, à, không có gì. Tại vì cha mẹ của mình giác ngộ mới vĩnh viễn thoát khỏi cảnh giới khổ đau trong nẻo sanh tử luân hồi. Như vậy mình cố gắng tu hành, à, không có gì, trở thành người chân tu, gọi là thực tu thực chứng, là người chân tu mới chứng được. Người không chân tu không bao giờ chứng được hết. Tại vì tu chứng được là phải chuyển hóa nội tâm của mình đi đến sự giác ngộ, thì phải có sự chân thật của sự tu tập mới chuyển hóa được tâm. Còn mình giả là không bao giờ mình chuyển hóa được tâm mình chứ. Đồng hồ có giả, vàng có giả, đô có giả, nhưng tu không thể giả. Tu giả không bao giờ chứng được. Ở bên ngoài ta thấy mình tu chứ thực ra mình không chứng. Tu giả là che mắt thế gian á, bên ngoài mình gõ mỏ cốc 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 đeo chuỗi rồi quá trời luôn, đụng tới mình chửi lộn không, danh lợi tình không. Nên á, ta người có trí tuệ niệm ân, tri ân là biết tới ân đó, lớn lên thế nào biết tới ân nghĩa của cha mẹ rồi, lớn tới cỡ nào mình không bao giờ báo đáp được thời gian công sức tiền bạc đổ cho mình, dầu cha mẹ có bệnh hoạn lại 5-10 năm đi nữa mình chả không bằng được nữa. Nên ta niệm ơn, tức là canh cánh ở trong lòng điều đó, đến lúc nào đó chúng ta sẽ trả. Ngài Mục Kiền Liên có canh cánh trong lòng không? Không canh cánh trong lòng thì làm sao vừa đắc đạo xong Ngài tìm mẹ mình liền. Ngài đã canh cánh điều đó trong lòng trước đó rồi đó. Nên đó, bây giờ Ngài đắc đạo là phải tìm mẹ mình liền. Cái niệm ơn đó đó, ở trong lòng gọi là niệm ơn. Cuối cùng là báo ơn. Cái người có trí tuệ người ta báo ơn sao mà cho nó triệt để nhất, cao nhất là báo ơn về tinh thần, là trí tuệ cao nhất đó. Nhưng cũng tùy duyên. Báo ơn tinh thần có nghĩa là giúp cho cha mẹ của mình tâm thiện lành, tâm thiền, tâm định, biết được Phật Pháp, đi đến giác ngộ giải thoát. Cái đó báo ơn, đó báo ơn lớn nhất đó trong tất cả các ơn. Còn bây giờ là chúng ta có thể là hiếu kính, có thể là hiếu dưỡng, kính trọng cha mẹ, nghe lời cha mẹ, hiếu dưỡng là nuôi nấng cha mẹ thôi, thì cũng giúp hết kiếp này thôi chứ làm sao. Nhưng mà người ta đạo hiếu có nghĩa là người ta đạt đạo mà đưa đến cha mẹ cũng biết tới đạo pháp tu tập, thoát khỏi những màn lưới vô minh, không còn đau khổ vĩnh viễn kiếp về sau. Quý vị nâng cấp tư tưởng lên bậc trí tuệ mới làm được thôi, trong nhà Phật mới làm được thôi. Còn bằng bình thường ta không làm được, ta có thể giúp được cả đời này thôi, qua đời khác rồi tùy nghiệp mà đi. Nhưng bậc trí tuệ người ta giúp cho cha mẹ và mình điều tu tập hướng để giải thoát luôn, cái đó là báo ơn. Đó là cái gì mới trả nổi cái ơn của cha mẹ. Ơn cha mẹ gọi là thâm ơn, ơn trọng như núi. Dẫu giáp giác cha mẹ khắp dòng hòn núi tu di đến 100.000 kiếp âm, ân thâm chưa đền. Ơn quá trọng thì lấy một bữa cơm, lấy một viên thuốc sao báo đáp hết. Do đó mình tùy duyên mà báo đáp những cái hiếu kính hiếu dưỡng. Nhưng cái lớn nhất là mình phải có cái đạo hiếu, tu hành cho tốt, hướng về cha mẹ và giúp đỡ cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp thoát khỏi luôn, thì cái đó mới có thể trả được cái công ơn cù lao sanh dưỡng nhiều đời nhiều kiếp của đa sanh phụ mẫu. A Di Đà Phật. Buổi chiều hôm nay nhân ngày tu tập hoa khóa lần thứ 68 của Tu An Lạc Ngài, cũng trùng với cái tháng Du Lan Báo Hiếu, thì chúng ta nói về đạo hiếu. Và xin chúc cho toàn thể quý vị Phật tử, nhất là những người mẹ có những đứa con mà như quý thầy đã xa nhà rời khỏi gia đình sống đời tăng lữ, cũng có những người mẹ rất là cảm ơn
những người mẹ, những người cha đã sanh ra những đứa con, đã rời khỏi nhà đi vào chùa, không lo được cho cha mẹ của mình và lo việc Phật sự ở trong chùa, nên cha mẹ cũng thông cảm và thấu hiểu cho những người con như thầy, thầy trụ trì và huynh đệ ở đây. Và chúc cho những người cha, người mẹ luôn luôn lúc nào cũng sống khỏe mạnh, hướng về mười phương chư Phật mà tu hành. Và chúc những người làm cha làm mẹ trong ra ngày, những ngày lễ Vu Lan được con cháu thảo hiền, sức khỏe đủ đầy, luôn luôn lúc nào sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Chúc toàn thể đạo tràng luôn luôn nào thân tâm an lạc, hướng về đạo từ bi, thoát khỏi tham sân si và vĩnh viễn không còn khổ khổ cảnh, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong sự chở che của thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô A Di Đà Phật. Tặng cho quý vị một cái bài thơ Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Ta Xưa, cho bằng tràng pháo tay. Bần thần hương huệ thơm tim, khói nhang vẻ nẻo đường lên niết bàn, chân nhang lấm lát cho tàn, xăm xăm bóng mẹ trần gian phở nào. Mẹ ta không có yến đào, nón mê thay nón quay thao đổi đầu, rối ren tay bí tay bầu, vấy nhộm quần áo nhuộm nâu bốn mùa. Cái cò xung chát đào khuya, câu ca mẹ hát gió đưa về trời. Ta đi trọn kiếp con người, cũng không đi hết mấy lời mẹ ru. Bao giờ cho tới mùa thu, trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm. Bao giờ cho tới tháng năm, mẹ ra chạy chiếu ta nằm điểm sao. Ngân hà chạy ngược lên cao, quạt mo vỗ khúc nghiêu ngao thành bườm. Bờ ao lươm đớm chập chờn, trong leo lẻo những vui buồn xa xôi. Mẹ ru cái lẽ ở đời, sửa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn. Bà ru mẹ, mẹ ru con, liệu mai sao các con còn nhớ không. Nhìn về quê mẹ xa xăm, lòng ta chỗ ước mẹ nằm đêm mưa. Ngồi buồn nhớ lại mẹ xưa, miệng nhai cơm bún lưỡi lừa cá xương. Mẹ là trăng sáng im điềm, mẹ là gió mát giữa đêm mùa hè. Mẹ là nâng giấc chở che, mẹ là bóng mát con về tựa nương. Mẹ là sao sáng yên trường, con không lạc bước trên đường trong gang. Mẹ là những buổi sớm mai, mặt trời là mẹ rạng ngời yêu thương. Mẹ là tầng thảo gió sương, mẹ là bến đợi cuối đường con đi. Bão giông cay đắng mỗi bề, ngã vào lòng mẹ